người Việt Nam lừa chiếm gần 1 triệu Mỹ Kim của 7.000 người dân Hoa Kỳ. Đây là tin từ Việt Nam. Tờ báo Tuổi Trẻ ngày 18 tháng 8 năm 2020 loan tin, Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã vừa bắt giữ 3 người, bao gồm có Phan Đình Thư, Nguyễn Duy Toản và Trần Quốc Khánh vì hành vi lừa đảo 7.000 người dân Hoa Kỳ. Trước đó, lợi dụng dịch coronavirus khiến mặt hàng nước rửa tay khô và cũng như là khăn ướt diệt khuẩn khan hiếm, cho nên 3 bị can trên đã lập và điều hành hơn 300 trang web để rao bán các mặt hàng này tại Hoa Kỳ. Để tạo niềm tin cho người dân Hoa Kỳ, các bị can liền tạo ra hàng trăm tài khoản email và tài khoản của người dùng với phương thức thanh toán tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, các bị can còn cung cấp thông tin sai lệch về địa chỉ cùng với số điện thoại trên trang web của mình, khiến cho các cá nhân và công ty ở Hoa Kỳ dù không liên quan nhưng đã phải nhận những cú điện thoại từ những khách hàng bị lừa đảo. Đã có hơn 7.000 người thuộc 50 tiểu bang ở Hoa Kỳ đặt mua các sản phẩm trên website của 3 bị can này với số tiền đã thanh toán gần 975.000 Mỹ Kim. Tuy nhiên, sau khi đặt mua và thanh toán tiền thì các khách hàng không hề nhận được sản phẩm, cho nên đã đệ đơn để kiện. Cho đến tháng 3 vừa qua, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã chuyển thông tin sự việc cho Bộ Công an Cộng sản để điều tra riêng. Vào sáng ngày 18 tháng 8, thì Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thông tin cả 3 bị can đều đã bị bắt. Họ đều là những công dân Việt Nam và bị cáo buộc đã tham gia vào kế hoạch lừa đảo nhằm thu lợi bất chính lợi dụng đại dịch coronavirus. Kính thưa quý vị.